Rồi, chào các bạn nha. Sáng nay ra sau vườn chuẩn bị bắt mấy con chuột đi thăm bẫy rắn. Ê, cảnh bình minh nè. Sương, chim kêu, ríu rít luôn. Như quê, này các mấy cái bẫy chuột cống mình nè. 15 cái. Bữa nào có thời gian mình đi đặt mình. Quá trời. Cái mặn mình mấy bữa trước mà bông bây giờ trái, quá trời trái. Bữa nào hái ăn chín cái này chắc khoảng nửa tháng tháng mới chín rồi. Mẹ mình mới đi chặt mấy cây mía. Nó chuẩn bị ép nước uống các bạn, đem vô chợ á, nhờ người ta ép rồi mình trả tiền người ta công người ta. Có máy vô. Đây, mấy con chuột của mình đây. Gần chuột mình gần hết nữa. Nào đi mua chắc mai mốt quá. Này 2-3 ngày nữa hết. Đấy, mình sang mấy cái lồng nhỏ nhỏ ra vậy nữa bạn. Đó, mỗi lồng gì nè, bốn mình có 5 lồng. Lồng rộng khoảng 1,5 ký là bảo đảm không bao chết luôn á, ít nào thì chết lắm. Mấy con chuột của mình đâu? Mấy chú chuột của mình đâu? Tết đen đó, dễ thương không? Trời ơi, nước uống hết nữa rồi. Uống nước nhiều ghê ta. Con chuột này mình mua nó hơi bự bự một chút. Mấy tháng này nắng mà mua chuột nó bự bự á, nó đừng bự quá nhưng mà dạng như hơi bự bự một chút nó sẽ đỡ chết hơn. Chứ chuột nhỏ quá mua về đặt dễ chết lắm. Mấy tháng này tháng nắng sức đề kháng nó yếu mà dễ chết. Chuột mình cưng ghê không? Thôi giờ để mình bắt xong rồi chuẩn bị tới điểm thăm rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi tới cái bẫy đầu tiên luôn. Cái bẫy này gì rồi đợt trước dính rắn hoa hành khoảng 400 gram à. Đẩy con khủng khủng cái coi, mở hàng suôn sẻ cái coi. Chưa hết thấy cái bao cắn chuột, chuột nó cắn cái bao là thấy rồi rồi. Quốc nè. Con chuột mình còn luôn, hello mình luôn. Phát lương cho nó. Nhớ ăn có sức khỏe nha. Gặp mấy chú rắn đi tới, lưu nhớ mời nó vào lúc trà đạm đạm nghe không, nghe nghe tao thương. Con chuột mình nuôi nó mập mạp lắm, ăn rắn khoái lắm. Tháng này đặt rắn hơi khó khăn chút, nắng quá rắn ít đi. Bãi này vừa rồi dính rắn ngon quá trời luôn, chất quất. Lần này thăm chất quất ta. Mong lần sau bợ con khủng khủng cho nó đã. Ở đây mình có đặt cái nè. Ây à, ăn nặng cái coi. Cái đường này, cái bờ này khó thăm lắm. Bờ này bờ giật các bạn. Đi nó chợt 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 xuống té xuống ao không. Gần cặp lộ nữa chứ, xe chạy quá trời nữa. Ây da. Ui da, nặng nặng coi. Ồ, nặng 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 các bạn ơi, nặng nặng. Quá à. Ồ, của anh. Ghê quá đã. Con này chắc khoảng 400 gram à. Cái này khó bắt quá. Ây da. Cái bờ giật này thấy không? Đó, bờ giật đó. Ái là bạn té luôn rồi. Mày gặp thêm cặp lộ nữa chứ, nguy hiểm nữa chứ. Thôi để mình tranh thủ mình bắt nó ra luôn, khỏi mở bao. Con này khoảng 400 gram á. Cái vừa rồi cái mà có bạn Lâm ở bên cây văn giả quê tô của mình thăm chơi các bạn, vừa cũng dính gắn hành á, bắt ra 2-3 người ngồi coi xung xung quanh lại coi, mình đặt lại lần sau đi thăm mất tiêu cũng bảy luôn. Có tài chứ. Đây nè, đặt cặp lộ nguy hiểm. Ồ, nước chuột mình chập bá, tranh thủ mình bắt nó nha. Cái này khó bắt mà lại xe cộ chạy quá trời, trời tao thấy nguy hiểm luôn, nhìn gặp mất bảy hoài chuyện qua mất hết 3 cái rồi các bạn ha. Bụng út nút nuốt chuột mình rồi, mình tranh thủ mình bỏ chuột đặt tiếp thôi. Cái gắn này hồi nó ói quá, bụng chập ba nặng nặng cái rồi. Này gần nhà người ta mình không dám nói lớn nha, chuồng vịt nữa chứ, gần lộ xe cổ chạy tùm lum chứ, nguy hiểm quá. Nặng nặng nha, nặng à, nặng à, cuốc à. Hổ hành nữa các bạn ơi, quá đã quá đã. Ý, con này cũng khoảng hơn nửa ký à, nửa ký hơn à. Cái này được đợt rồi mình thăm chút quá à. Này lụm gạo liền, anh tranh thủ mình bắt nó ra. Này gần nhà ta nguy hiểm quá, đã vậy cặp lộ nữa chứ. Em mở bao ra cho các bạn xem nha, đã lắm. Hổ hành chập bá luôn, có xe cộ chạy nghe thấy ớn lạnh luôn. Cái này đã gọi thanh Trung Quốc. Ui dồi, không ấu chuột ra dồi không gớm quá.
Ôi chuột ra đầu thú quá, dội không. Cặp lộ này em tranh thủ mình bắt nó ra, quá đã quá. Khóa hôm luôn. Con này nửa ký hơn ạ. Thủ bắt kéo nó ra luôn. Gần cặp lộ nguy hiểm quá, gần nhà ta nữa chứ. Mất bảy sợ luôn á, không mà thôi nó thôi kệ. Ai có lòng tham kệ họ chứ sao giờ. Giấu cái nào cũng mắc là mắc. À, con này chắc khoảng hơn nửa ký ạ, 550 gram. Quá đã quá đã. Đúng không? Đó, đỏ ché luôn. Quá đã quá đã. Rồi giờ bỏ tranh thủ bỏ chuột vô đặt tiếp. Mấy cái clip đó các bạn biết clip gì không? Clip dưa hấu các bạn, người ta trồng xong rồi đó. Người ta cuộn bỏ. Mà nó mình các bạn đặt cái bẫy đâu đây. Nãy mới dính gắn hoành cũng bự ghê mà chích sình dòi không mình không có quay, ghê quá. Đây con cái nè. Cái này đã gọi thăm Trung Quốc. Cặp lộ xe chạy gớm quá. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm luôn nhìn gặp. Nặng cái coi. Quốc nè. Ù hoành nữa mọi người, trời bá luôn ghê quá, đỡ quá đỡ. Cái này đã gọi thăm Trung Quốc à. Bữa nay vô mánh nè. Nãy về thăm dính gắn quá trời luôn, bị kẹt đầu nữa. Ồ nuốt chuột mình trong bụng trong bóc. Gần lộ có vỏ mình ở trên kia. Em đem xuống các bạn. Nguy hiểm quá. Em lấy cái vỏ xuống. Vỏ mình còn bỏ trên xe nè. Đường lộ các bạn giống. Lỡ quay mắc bẫy rồi mất luôn. Đó, lúa đẹp không à. Lúa. Em xuống này bắt gắn em vỏ xuống. Cái này gọi thăm Trung Quốc. Cái clip đó, clip vừa hấu người ta trồng xong rồi đó. Bữa đó mình thấy còn mấy trái nhỏ nhỏ chín rồi mình không ăn. Sợ tao thấy tưởng nó ăn cắp, tao gượt muốn chạy xách dép luôn. À để mình bắt ngắn này ra. Nãy dính ngắn cũng bự ghê đó. Mình bị kẹt đầu, uổng dễ sợ luôn. Cái sình thú quá. Thôi mình không qua. Cái là mấy cuộn lưới sau này mình mới mua. Nó dạng như nó cũng loại 1/2 các bạn. Nhưng mà nó dạng như là loại dẻo á. Bởi gắn dễ kẹt đầu quá. Tại nó cong theo kiểu mà cái lưới dạng ra vì nó thấy vậy nó cứ tông bởi dễ kẹt đậu chết. Còn 1/2 rồi lúc trước của mình á thì gắn bự khoảng 300 gram, 200 mấy gram là không đời nào kẹt, ít khi nào kẹt lắm. Còn lần này kẹt quá trời bạn ơi, còn lưới nó dẻo á, nó nông dễ kẹt quá. Con này chắc cũng theo mình đoán chắc cũng khoảng 350 tới 400 gram, nuốt bụng chập bá. Mà đang tranh thủ mình bắt nó ra, xe chạy không nguy hiểm quá. Gắn này hên thăm sớm sớm đó, còn nếu thăm trễ thì nó mới vô hôm nè, bởi cái bụng còn trong bóng. Cái để ngày 2 ngày nữa là có thể bị kẹt đầu. Ôi con dưới ta nó kéo ra luôn rồi. Ô chưa ra khỏi lòng mà ỉa. Ui ỉa lùm, ui quần dính lùm gùm gùm. Sao không sao, có cứt là có tiền. À, mình tranh thủ mình bỏ chuột vô đặt tiếp thôi, xe cộ chạy nguy hiểm quá. Đây mình có đặt cái nè. Này cặp lộ, ai cũng nhìn hết nguy hiểm quá. Cái này đợt trước nguyên luồng mắc một cái mà cũng mừng, chắc cái đó bị dính gắn. Thường ở chỗ mình mắc bảy ít, cái nào mắc nguyên luồng lắm. Mình đa số mắc một cái, hai cái, ngày mắc một cái, đa số dính gắn mà. Người dân người ta không dám bắt gắn ra, tao lấy luôn nguyên cái bảy mình về. Mày mắc cái chì lăn chài luôn. Nặng coi. Quá à. Ồ, không hành nữa, ế quá, đỡ rồi đã. Ồ, như chưa bị chết rồi, bị chuột quỉnh xử trời. Nè. Hên con này mới chết à, chưa có sình. Chuột mình còn luôn, đúng là lợi hại, đúng là đệ tử của Trung Tâm Phong mà. Thôi để mình bắt gắn này ra, hên gắn vô sình. Vậy mà vô là không lại chuột, chuột mình dữ dằn quá. Ảnh đồng ruộng các bạn thấy nhìn đẹp không? Ruộng người ta xạ chắc cũng được tháng rồi đó. Đây có đặt một cái. Cái này vừa gọi thăm Trung Quốc rồi. Đâu ta. Đây. Mong bận con khủng khủng cái coi. Nãy giờ dính gắn mini không à. Có con được 2-3 con trọng trọng. Còn nhiều gắn nhỏ 3-4 con à. Nguyên gắn nhỏ chết nữa chứ. Dục hết rồi. Nặng coi không con khủng khủng chứ. Hồi về gắn không ăn chúa cho ăn mì khô quẹt thấy bà luôn. Cú à. Con chuột mình hello mình luôn. Đấy, phát lương cho nó. Cái này thăm 2 lần rồi chứ quốc. Cái này là cái luồng 7 mới mình xuống thêm á. Tập thêm nữa đó 20 cái. Chỗ này lý tưởng không dính ta. Trước sau cũng lụm mà. Cái này gọi thăm chút quá.
Cái này mà mé bên kia gạch đó các bạn, cái xéo đằng kia chút xíu là lại gọi mình Dương Lâm thăm các bạn. Dính gắn hoành thứ hai khoảng 450g á, bắt xong bị mất cái bẫy bên đó đó, buồn như con chuồn chuồn luôn. Bữa đó hai ba người bu lại coi là nguy hiểm à. Này có đặng cái nè, ăn nặng coi không, con cũng khủng coi. Hú nè, hú hành nữa quá đã, hú hành nha, hú hành nữa. Ừ, bữa nay hú hành quá trời ơi. Tính ra sáng giờ bị bỏ hết mấy con, hai ba con, ba con chứ. Bị thúi á, mình không có quay á. Cắt bỏ ba con rồi, bỏ không có quay. Hú dội không quay nhìn thấy ghê quá. Đây, cái này đã gọi thăm Trung Quốc. Đợt này lụm liền. Tên tên nuốt chuột mình mất tiêu luôn. Con này chắc khoảng 400g. Con này hơi đen đen ta, không đỏ lắm, hơi đen đen. Con tranh thủ mình bắt nó ra. Rồi bỏ ra đi. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi sao bò lên trên, bò lên trên tao kéo gà. Ôi quả gắn rồi chứ. Thôi mình kéo gà luôn cho mau. Ố chưa ra khỏi bẫy nghĩa mà. Gắn giờ giấy quá. Rồi ra đi ngắt sáo gì không biết nữa nè. Quá đã quá đã. Con này 400g à. Hôm nay tính gà trúng mánh mà chưa có hàng khủng. Rồi 400g nửa ký 350g được thôi. Rồi tranh thủ mình bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Chỗ này đã rồi dính gắn hoành nhỏ xíu kẹt đầu. Này cái bẫy này lúc trước người ta không thấy, ta đặt chặt nãy chuối nè các bạn. Kế bên ta đạp mép lên xẹp à. Người ta ha không lấy luôn. Rồi sửa buổi trời. Quê. Uống chuột mình đâu ta? Ừ còn. Phát lương cho nó. Lúa còn. Nổi thôi. Chỗ này ngon quá trời mà. Hôm nay lần thứ ba dính được con hổ hành nhỏ xíu chặt đầu nữa, hên bữa đó còn sống. Để kỹ lời thôi. Thời buổi về giang hồ hiểm ác quá mà. Trời đang chuyển mưa, mong có mưa nữa. Muốn cơn mưa cho nó đã. Mà muốn tốt ra. Này hái về xà mỡ, trời ơi chấm nước tương mình làm á, hay nước mắm làm nhức nách. Ten ten ten. Ở đây có một cái này đã vừa rồi thăm cũng Trung Quốc luôn. Này vợ con khủng khủng á. Mình đã cặp mặt lộ xe chạy kinh khủng luôn mà thấy nha. Chưa dẹt gì hết thấy rồi. Chặt đầu nữa. Chưa đời nổi không? Chứ lại là kẹt đầu. Chuột mình còn luôn. Thôi để mình xử lý cái này các bạn. Này gắn này nhỏ mình đem về mình nuôi bởi vì cắt lưới à, buồn như con chuồn chuồn luôn chứ. Hên ăn giải ăn chuột mình dữ dằn chưa. Thôi để mình xử lý cái này cái nè. Hên gắn còn sống. Tưởng đâu chết chứ. Chết là buồn lắm á. Chỗ này mình có đặt con cá nè. Cái này dặn cá rồi dính gắn hoành khoảng nửa ký rồi. Cặp mấy lộ mà lúc mà trời mưa chạy nguy hiểm quá. Cặp lộ mà đặt bị mắc bẫy nguy hiểm quá. Xe chạy quá trời. Nặng nặng coi. Cút nè. Ủa gắn hoành nữa quá đỡ. Hú hành nha, hú hành nha. Cái này cũng nhỏ. Chắc bự. Ủa nó chuột kìa, thấy gớm. Thôi để em đem qua kia em bắt. Cái này khó bắt quá, giờ lộ chạy. Nguy hiểm quá. Nè các bạn thấy. Xe chạy kinh khủng cái lộ này, không biết lộ này chạy tắt ra đường Cần Thơ các bạn. Vĩnh Long Cần Thơ á, chạy quá trời xe chạy không ngừng. Chứ chạy cho chặt, xe chạy kinh khủng. Nghe cái đám ruộng bữa đó nè. Bữa đó trời mưa. Ngày nắng quá. Mình đi nào đi mà nói hết nổi luôn à. Nó còn cổ. Rồi, đi mấy chú nào đang đứng bên kia nữa. Tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa các bạn ơi. Có chú nào bên kia. Mình vô tuốt trong cái hẻm hóc nhỏ hôm nay nè để bắt ra đừng ai ít người chú ý mà gặp chú kia đang căng dịch bên kia nhìn. Nguy hiểm, luôn rình gặp. Mình bắt nó ra. Hãy gặp cái chú cũng lớn lớn tuổi, cũng tốt bụng ghê đó. Chú nói con đặt bẫy đây, con nên đại cho kỹ nha. Đã văng đây quậy lắm. Nhận này ăn cắp chích cá, chích điện, ăn cắp bẫy dữ lắm.
Đây con cẩn thận đó. Có nhầm người ta có tốt ra, nhầm người có lòng tham ngộ quá, bị mắc bẫy buồn thiệt. Buồn chứ con chuồn chuồn. Mà chuyện mắc bẫy chuyện bình thường thôi. Con này dắt mình đói khoảng 400 gram, nó ói chuột cả gớm. Không tranh thủ mình bắt ra. Cái bẫy này đợt trước thăm Trung Quốc, đợt này dính. Hên con này không nghĩa. Con này khoảng 350 gram, nhỏ quá. À, mà 350 gram bán được rồi. Từ 300 gram lên rồi bán được, lâu gì. Có ỉa, ý đái. À, mình tranh thủ mình bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Cái này là dính gắn khoảng nửa ký gì rồi, đợt trời mưa các bạn. Sát cái mình mới bắt gắn luôn á. Nặng cái coi. Có thêm con khủng nữa. Xe chạy nguy hiểm quá. Phút hè. Ô, chuột mình còn hello mình luôn. Phát lương đó. Cái này gào dính gắn nửa ký là lúc mà trời mưa á. Mình đem qua bên kia lộ mình bắt gắn ra. Người thăm Trung Quốc. Mà cái kế bên thì dính. Mà cái gọi cái bên Trung Quốc. Kỹ là mình được buổi giờ giang hồi mới thôi. Cạnh đồng ruộng xanh mướt nhìn đẹp quá các bạn. Đó là đường lộ chạy. Quay xong lần này lần sau không còn cái bẫy nào luôn. Đã dữ về ngắn không mang chúa vàng khu quẹt cả tháng luôn. Đây là con cái nè, cái này đã gọi thằng cũng Trung Quốc à. Quá nè. Ủa lại có hành nữa vậy, quá đỡ quá đỡ. Có hành nữa, ừ, con này cũng nhỏ á, con này khoảng 350 gram à. Trên thủ mình bắt nó ra. Cái này cặp lộ nguy hiểm quá, mình khỏi mở bao nè, tại gắn này cũng nhỏ. Đó, trên thủ mình bắt nó ra mới được. Đó bạn à, sát bên luôn, xe chạy luôn. Rồi nó ỉa, miệng hơn thứ gớm. Nó kẹt đầu buồn quá. Quá đã quá đã. Này khoảng 350 gram. Ỉa mới bắt ra ỉa nữa. Rồi à, giờ mình bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Làm lúa đẹp các bạn. Đó. Cặp lộ chứ. Rồi bên kia ta có người hai ba người bên kia. Mình dám nói lớn nói nhỏ vậy. Đó đang nói chuyện ông sùm bên đó, bên cống đó đó. Nguy hiểm luôn cái đường gặp. Hốt con cũng khủng coi, sáng giờ chưa có hàng khủng gì hết nè. Nó nặng rồi, cút nè. Ủa hành nữa vậy, mới đã. Có hành nữa. Nó nhỏ không dám nuôi lớn. Hai ba người luôn. Nguy hiểm quá. Còn bự không đây. Chu cha con này chắc không khoảng, theo mình đoán chắc khoảng gần 400 gram à. Khoảng 400 gram. Xe chạy quá trời cặp lộ. Cái này đợt rồi thăm Trung Quốc, đợt này dính cái tên đó, nó quất chuột mình bụng trong bóc. Tranh thủ mình bắt nó ra luôn. Cái này nó mới đi ăn, chắc nghi ăn hôm này. Dính hôm bụng còn chà bá chưa tiêu quá. Ủa chưa chân ỉa. Ui ỉa chơi quá ỉa à, chơi quá ỉa à. Mình tranh thủ bắt ra khỏi cho nó bò ra, tại có người nguy hiểm quá, bụng chập bá rồi ha, chưa nước chuột chưa tiêu quá chuột hết ỉa lum chưa. À, giờ tranh thủ mình bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Cái này rồi đặt Trung Quốc, cái kia con người nguy hiểm quá, này tôi đồ rồi ha, đó cùng cùng mít, cái đó mít Thái á, cái chú đang ngồi bằng cỏ anh kia, mình dám nó lớn, nguy hiểm luôn khi đừng gặp. Nó nói chứ mấy người dân này cũng dạng như có người họ có lòng tham, người họ không có bạn ơi. Nhầm người ta cắt cỏ thấy 74-5 cái luôn á. Nhặt nằm lơ trên mặt đất luôn vậy đó, người ta không lấy. Còn nhầm người trời ơi, tham kinh khủng luôn. Dính gắn phải dạng hay sao đó, bắt gắn là để lại cái bẫy mình còn sinh nhai, kiếm sống được. Lấy luôn nguyên cái bẫy về. Cho mình ít khi nào mắc nguyên lọt lắm. Chủ yếu người dân lâu lâu họ thấy bẫy á. Dính gắn rồi họ lấy sợ bắt gắn rồi họ bẫy luôn nguyên cái bẫy về luôn. Quốc hè. Gắn lại gì gắn lại. Ủa con chuột mình còn luôn ta. Ủa vô gắn lại này xử chuột không được rồi. Thường thường gắn lại là nó vô nó cắn chạch chuột cái chết rồi nó bỏ ra chứ nó không ăn. Ôi trời ơi kẹt đầu. Ủa chích queo rồi.
Ui, mới chết luôn. Ui, tưởng đâu còn sống gì, ai ngờ gạt đầu chết luôn. Thôi để mình xử lý cái này các bạn. Con lãi rồi. Nó queo chắc mới chết rồi. Rồi còn cái này với hai cái nữa là hết rồi các bạn ơi. Để mình tranh thủ chiều mình về mình đặt thêm khoảng 20 cái nữa. Mình mới làm xong thêm 20 cái để chiều nay về đặt. Giờ nắng quá trời nắng. Giờ kêu gần nhà ta nữa chứ. Cái này bà khủng khủng coi, hốt hổ chót quất con khủng khủng chập ba cái. Cút nè. Trời ơi con nụ mẹ con gắn hoành chập ba luôn nội ơi, quá đỡ quá đỡ. Còn nhà ta nguy hiểm quá. Trời ơi. Con này chắc tệ lắm, phải 800 g để hồi về mình cân cho bạn xem nha. Cái đầu trời giờ luôn. Mình nghĩ không dính chứ. Trời ơi, nó đã. Mừng quá các bạn ơi. Không ngờ nó dính. Cái bẫy này mình thăm 2 lần rồi chất quất à. Lần trước thì dính gắn hoành khoảng nửa ký. Rồi thăm 2 lần nữa chất quất. Mừng quá. Để mình bắt nó mở cái bao ra các bạn nha. Con gắn chập bá lửa luôn. Cái hàng củng hút bụi chót rồi. Thăm hết cái này còn 2 cái nữa là hết rồi. Nó cặp theo đằng kia luôn 2 cái nữa. Ông nội mẹ gắn chập bá luôn. Gần nhà ta nguy hiểm quá. Bữa nay trúng mánh rồi. Sáng giờ trúng gắn. Trúng gắn rồi. Bữa nay mình thăm đâu có nhiêu đâu. Này thăm tranh thủ mình thăm buổi sáng mà. Ôi lúa quá trời nè. Ồ con gắn các bạn thấy không? Con gắn tệ lắm, phải là 850-900 g. Ông nội mẹ con gắn, ông nội mẹ con nè. Bạn xem nè. Cái khoanh của nó không là 3 ô không hình. Chưa thấm thía gì hết. Con gắn hoành nè. Kinh khủng gắn hoành không? Ồ gắn. Quá đã, có hàng khủng rồi, bữa nay có hàng khủng rồi. Để em bắt đi à. Ồ con gắn quá trời con gắn à. Kinh khủng gắn. Bích lụp luôn rồi ha. Hết gai luôn. Ồ, bự quá. Cái đầu chà bá luôn. Đó đúng rồi chui ra. Đúng rồi. Đúng rồi chui ra, chui ra đi. Đúng rồi đó. Đó. Nè, trời ơi nó ỉa nè bạn thấy không? Con gắn nè. Kinh khủng con gắn nè. Trời ơi. Quá trời con gắn các bạn ơi. Con này tệ lắm, phải 850-900 g. Gắn từng gà nó yếu ốm. Con bự bự ở trong hang không à. Con gắn à. Kinh khủng con gắn không. Quả trời gắn bự quá hút hụt chuốt. Còn 3 cái dính con chọc bá lửa nè. Quả đã. Có hàng khủng mới cầm đừng đừng giúp chứ cho nó đã vậy. Quả đã quá đã. Để hồi về mình căn thử con gắn này đương nhiên. Mình đón con gắn này tệ lắm phải là 800-850 g. Rồi giờ mình bắt chuột cho mình đặt lại thôi. Xoài trái quá thì trái luôn rồi ha. Nè, người ta phải bọc vậy nè. Bọc nó hư. Đây mình còn trái nữa hết rồi. Ồ, xoài trái chập bá lửa luôn. Quá trời trái. Rùi nó bay nữa, trời nắng chang chang rùi nữa. Mình còn cái này nữa là hết rồi. Dẹ kêu kinh khủng rồi. Hên quá 3 cái, còn 3 cái cuối cùng mà hốt con chập bá lửa, mừng quá trời mừng các bạn ơi. Đây. Còn cái này là cái cúng cùi. Cái này hồi lúc trước chín gắn hú ngựa. Con nặng rồi, không thêm con khủng nữa cho nó đã rồi. Yeah, cú nè. Ừ, nha hiệu à. Chuột hello mình luôn. Cái này thăm cũng 2 lần rồi chứ quá. Lần trước dính gắn hú ngựa. Rồi. Để về tới nhà mình căn thử cho bạn xem được bao nhiêu. Nay trúng à. Nay tính ra mình thăm khoảng 25 cái. Trúng mánh. Này thăm nó hơi lâu tại vì mình đi định cặp lộ các bạn. Cặp lộ xong chạy xe xa cứ xuống thăm đựng cái xong dừng xe thăm cái. Nhưng mà thăm xe gì nó mất thời gian nhưng mà nó đỡ mệt. Tức là mình lội ít á. Còn thường ngày mình thăm ở khu vực mấy con vườn á. Đậu xe thôi lội cả nửa ngày vậy đó trời á. Còn lội không à. Ui nó quải về tối nằm nó gian cặp chân nó đã gì đâu á. Rồi để về nhà mình căn thử là được nhiêu nha. Hôm nay trúng mánh. Rồi về tới nhà rồi các bạn ơi. Mệt quá. Mời các bạn nha, nước mía. Nãy trên đường về đó, sẵn mua 7.000 nước mía. Đã pháp, đã gì đâu. Ba mẹ mình đi ngoài vườn gã phân rồi chưa vô. Rồi, bữa nay trúng mánh nha. Dạ. Hên gần cuối hốt được con chập bá. Con khủng không thôi rồi luôn rồi. Cũng trúng nữa chứ không.
không không dính con ấy, con trúng chung cũng được. Đây ngắn lại ngắn hô hành chết nè, cái hồi màng dính có dính thì mấy con nữa mà kẹt đầu bự bự khoảng 300 gram. Mà mình không có quay dội không ghê quá. Cái lưới sau này mình mua cụ lưới sau này nó dẻo á, nó hơi dở khoảng hai gắn khi nó lưới dẻo nó nông bởi vì kẹt đầu. Hồi trước cũng kẹt đầu nhưng mà tỷ lệ nó ít hơn. Mới sau này mới gắn bự thì mình để ý mới gắn bự bự khoảng 300 gram con dòng con cũng bị kẹt đầu nữa. Cái lưới nó mềm quá nó nông. Rồi bữa nay cần thử nha, đựng nhiêu nha, này trúng mánh rồi. Nay tính ra mình thăm khoảng 25 hay 27 cái vậy. Nặng quá. Chị gắn này xuống luôn. Gắn bự 3 ký mốt 50, vậy còn 3 ký mốt. 3 ký mốt quá đã, 27 cái à, 25 cái, 27 cái vậy đó. 3 ký mốt để mình bắt thử, mình bắt con gắn bự này ra căng thử được nhiêu. Gắn bự hãy còn 3 cái cuối cùng, hên sao hốt được con chập ba. Đây để mình bắt con gắn bự ra nha. Bữa nay thăm bẫy nói chung cũng đỡ mệt, tại mình đi mình thăm, bữa nay thăm cặp lộ mà chạy xuống xe dừng cái thăm. Nhưng mà được có cái là đỡ mệt, nhưng mà mất thời gian quá, nó lâu quá bạn. Còn mình đặt giường thì nó mệt thiệt, nhưng mà mình thăm nó lẹ nhiều mẩy. Đây bắt cái mũi ra thăm càng thử nhiều. Con này mình đón khoảng 800 gram, hên còn 3 cái cuối cùng hút, tưởng đâu Trung Quốc chứ. Ây đặt thêm như đây thích tên đúng mà đón mình đón chính xác không, 850 gram vậy, còn gắn này còn 800 gram. Bao lưới nhỏ đó, hên là mình đón lần này là đúng chính xác nhất trời, quá đã. Rồi mình cũng xin kết thúc video đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Bữa nay trúng mánh. Chuyện qua hơi thắt. Mình gài găng mình thăm gắn mini được không à. Bữa nay gắn cũng mini mà roi cũng có hên. Hốt lượng con bự. Ở phút 99,9. Rồi chào các bạn nha.